Mến chào các bạn yêu thích bóng đá, trở lại với phần nhận định, phân tích, soi kèo tỷ số trận đấu giải vô địch quốc gia Italia, Serie A giữa Bologna với Genoa vào lúc 23 giờ 30 ngày 21 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Vòng thi đấu thứ 5 Serie A sẽ được diễn ra đồng loạt vào giữa tuần. Và một trong những trận đấu diễn ra sớm nhất là màn đọ sức giữa Bologna cùng với Genoa. Cả hai đội đều vừa mới nhận thất bại tại vòng đấu vừa qua, thế nên đôi bên hứa hẹn rất quyết tâm để tìm lại được niềm vui 3 điểm. Vòng đấu thứ tư mới đây thật không may cho Bologna khi họ phải làm khách đến sân của nhà đương kim vô địch Inter Milan. Dù đã thi đấu rất cố gắng nhưng đoàn quân huấn luyện viên Siniša Mihajlović đã nhận lấy trận thua rất đậm 1-6, đó là tỷ số đậm nhất kể từ đầu mùa với Bologna. Tuy nhiên đây là điều có lẽ người hâm mộ chủ nhà sẽ không cảm thấy quá lo, bởi trận thua đội bóng mạnh cũng không phải là điều khó hiểu, đồng thời Bologna vẫn có được phong độ ổn định trước đó. Thật vậy, 3 vòng đấu mở màn mùa giải chứng kiến thành tích của Bologna là bất bại với 2 thắng và 1 trận hòa, 7 điểm trong tay vẫn giúp cho chó săn có được vị trí tương đối tốt là ở nửa trên bảng xếp hạng. Đặc biệt ở mùa giải cho đến hiện tại, Bologna toàn thắng 2 trận trên sân nhà. Bên kia chiến tuyến, Genoa lại đang có sự khởi đầu mùa giải khó khăn hơn so với Bologna. Qua 4 vòng đấu, đội khách chỉ thắng 1 và thua đến 3 trận. Sau màn hạ gục 3-2 Cagliari ngay trên sân đối phương thì ở vòng đấu mới nhất, thầy trò huấn luyện viên David Blodini đã không thể nối tiếp niềm vui với việc thua Fiorentina 1-2 ngay trên sân nhà. Trước mắt Genoa lại thêm trận nữa phải làm khách, có lẽ họ cần phải cố gắng rất nhiều vì Genoa đá xa nhà chưa thật sự khả quan. Cập nhật tin tức bóng đá 24 giờ cho thấy Bologna vẫn là đội có phong độ cao hơn Genoa lúc này. Cùng với lợi thế sân bãi và đội hình mạnh mẽ hơn, khả năng cao Bologna khó lòng đánh rơi chiến thắng cho mình. Nhận định Bologna với Genoa. Soi kèo tỷ lệ nhà cái châu Á, chọn cửa trên Bologna. Trận gần nhất Bologna được Inter Milan chấp 1.5 bàn thua kèo. Trận gần nhất Genoa được Fiorentina chấp 0.25 bàn thua kèo. Thời gian qua Bologna xứng đáng là nơi đầu tư cực kỳ an toàn dành cho người chơi. Theo thống kê kèo nhà cái hôm nay, chủ nhà chỉ thua 1 qua 6 trận mở kèo gần nhất. Ngược lại Genoa chỉ thắng kèo 1 trên 5 trận đã qua, đáng chú ý họ còn thua kèo 3 trong 4 trận xa nhà gần đây. Soi kèo bóng đá trực tuyến tài xỉu, chọn xỉu. Bologna vẫn thi đấu khá tập trung cho đến thời điểm này. Ngoại trừ trận thua đậm bởi Inter Milan, thì 3 vòng đấu trước Bologna chỉ mới lọt lưới 2 bàn và có 5 bàn thắng. Trong khi đó Genoa đã thủng lưới 10 bàn tương đương 2 lần thủng lưới trận, bên cạnh hàng công có 5 bàn tạo ra. Xem ra kèo xỉu dưới 2.75 bàn tương đối dễ xuất hiện. Dự đoán bóng đá kèo châu Âu, Bologna thắng. Lịch sử đối đầu đang ủng hộ Genoa nhiều hơn khi đội khách bất bại 6 lần liên tiếp mỗi khi chạm trán Bologna. Tuy nhiên thời điểm hiện tại Bologna thật sự có bộ mặt tốt hơn và họ đã sẵn sàng xóa được cái dốc không thắng Genoa. Các chuyên gia bóng đá dự đoán Bologna thắng 1-0 trong 90 phút thi đấu.